Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu các nguyên lý mà người xưa dựa vào để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô hình cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì, quy luật ngũ hành, tử vi cát hung, nạp vận, hung cát của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 12 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị nghe những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục. Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là âm lịch mùng 4 tháng 12, tức ngày 16 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12, từ ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bình Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, từ ngày 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng 12 âm lịch. Kỷ âm thổ gặp Sửu âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh. Dự báo trong tháng 12 âm lịch, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Quý Sửu trong tháng 12 âm lịch khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình sẽ rất dễ được nhận thưởng.
Hơn nữa tuổi Quý Sửu đa phần là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không như vậy mà họ còn làm việc cẩn thận và không biết mệt mỏi. Nguyên tắc nhưng công bằng, biết lắng nghe ý kiến của những người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Trong tháng 12 âm lịch, để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về sự nghiệp, tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Quý Sửu cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay là đi lên. Trong tháng, có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham gia, ôm đồm, làm quá nhiều việc. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Quý Sửu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ. Để may mắn, thành công, các gia chủ tuổi Quý Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tài lộc của tuổi Quý Sửu. Trong tháng 12 âm lịch cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Nếu tuổi Quý Sửu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Cho nên, bản mệnh cần phải biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, nhưng đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với bản thân mình. Để tăng thêm tài lộc trong tháng 12 âm lịch, đồng thời hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hòa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo của tuổi Quý Sửu. Theo tử vi 2020 tháng 12 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Quý Sửu không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Với những người còn đang độc thân thì trong tháng 12 âm lịch, bản mệnh sẽ thu hút rất nhiều người khác. Quý gia chủ vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần, là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, là kiểu người hơi bất cần và liều nên đối phương phải tò mò tìm hiểu. Còn đối với những người đang có gia đình thì do bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù bản mệnh có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Quý Sửu dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu tháng 12 âm lịch còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Quý gia chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần mà mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người đó và để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, những tấm gương tốt để con cái noi theo, để chuyện tình cảm diễn ra như ý mình cũng như xa xẻ, yên ổn, các gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu của kênh Phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Quý Sửu may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, sẽ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi còn cho rằng tháng 12 âm lịch
tuổi Quý Sửu sẽ có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Quý Sửu không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, khi làm việc, bạn không được làm quá sức sẽ khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện để tăng cường sức khỏe, tinh thông, minh mẫn. Nhưng gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Việc mang minh quang pháp bảo bên người sẽ giúp bản mệnh luôn khỏe mạnh và ổn định tinh thần, lạc quan, vui vẻ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị về vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trái cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 12 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!